Em làm ăn thế này thì chết anh rồi. Làm xong là phải kiểm tra lại chứ. Dạ em xin lỗi anh. Anh cho em từ giờ tới chiều. Em làm lại xong sẽ nộp anh luôn ạ. Được rồi, đem đi sửa đi, rồi mang qua đây luôn cho anh. Lần này thôi nhá, lần sau thì chuẩn bị sẵn đơn thôi việc đi. Dạ vâng, em nhớ rồi, em chào anh ạ. Nhanh lên xong cầm qua đây. Dạ vâng ạ. Vâng. Đấy, chà chà. Nói chuyện với Giai thì cười tươi hân hoa à, như cô Tấm ấy. Thế mà về với chồng thì khác gì cô Cám không hả? Ừ. Trẻ con thế đấy. Chồng làm bẩm cái gì đấy? À, anh vừa nghe điện thoại thôi. Vâng, thế anh với con tự nấu cơm ăn nhá. Em đi có tí việc đây. Cái gì? Em đi đâu? Sao lại bỏ ba bố con anh ở nhà là thế nào? Đi đâu còn lâu em mới nói. À, đi đâu lại còn lâu mới nói là thế nào? Hay là vợ mình cặp bồ nhỉ? Nhìn cái thằng kia to cao đen hôi, chắc chắn là mồ hôi dầu vào đầu có sạn rồi. Không thể để như thế được. Anh em tập trung. Đâu các anh, có vấn đề gì giải quyết luôn. Em và em còn dám đốt mẻ đậu. Úi dồi ôi, trông xem. Đàn ông đàn an kiểu gì đeo tạp dề nấu cơm, mất hết cái uy. Biết là giúp đỡ vợ rất tốt, thế nhưng mà cái việc bếp núc ấy, nấu nướng ấy, thì cứ phải để phụ nữ làm hợp lý hơn. Hiểu chưa? Đàn ông chúng ta là gì? Là làm những cái việc mà lớn lao, những cái công to việc lớn, như kiểu là bê đồ rồi là sửa chữa máy móc các thứ ấy. Chứ mày trông mày xem đùa nhìn mất hết mặt mũi đàn ông, chán thật ấy. Quá chán. Ô, mọi người làm gì mà đông đủ thế ạ? Chị Tuyết, em răng chơi tí chị ạ. Anh cũng thế. Anh ơi, em vừa mua tạp dề mới cho anh đấy. Lát anh nấu cơm đi nhá, em đi ra ngoài có việc chút. Thế mà oai, thế mà bảo với em là đàn ông làm việc nhà với cả nấu nướng là mất mặt mũi. Mất mặt mũi đàn ông thì cứ để nó mất thôi, chứ còn cái việc hạnh phúc gia đình nó mới quan trọng. Thế cơ. Thôi, mấy anh em ngồi nói chuyện đi nhá. Thế bây giờ là tóm lại có chuyện gì nào các anh? Hình như là vợ anh có bồ hay sao ấy. Quái, có bồ á? Không sao anh ạ, anh đừng có buồn. Khi mà phụ nữ hết yêu ấy là người ta có bồ. Anh mới chẳng nói mẹ nói thế à? Hả? Nó đang dối mày còn thế à? Hả? Thôi mẹ, vợ mày có bồ cũng tốt. Có thằng nuôi vợ cùng, xong rồi tiền nhiều quá thì không biết tiêu gì, có thằng nó tiêu cùng, đỡ đau đầu đỡ mệt. Thế anh còn chê em? Thế nào? Anh lên trên nhà anh lấy con dao với lấy cái thớt xuống móc tìm anh Tuấn nhà mà thái kìa. Người ta đã như thế rồi để còn. Rồi, khổ quá. Thế tóm lại là bây giờ sao mà mày lại nghĩ là vợ mày có bồ này? Thì vợ tao cứ thậm tha thậm thụt với cả cái thằng nào ấy. Nghĩ lắm. Anh nghĩ nhiều rồi. Chắc là shipper hay là bạn bè gì thôi. Mới thế thôi mà anh đang nghĩ chị có bồ. Chán anh thật đấy. Chưa hết, dạo này vợ tao ấy cứ thậm thà thậm thụt nhắn tin, xong thì suốt ngày cáu bẩn. Đấy, đi đâu tao hỏi thì lại bảo là đi đâu còn lâu em mới nói. Đấy. Đấy chị ấy. Thế thì đúng 80% rồi. Ôi trời ơi. Đi, đi các anh. Hai anh đi với em. Đi theo dõi chị Quỳnh làm cho ra nhẽ. Một là yêu, hai là không yêu, chứ không có cái kiểu cắm sừng như thế này được. Anh đi đâu? Thế phải đi bắt tại trận chứ. Bây giờ mình muốn nói chuyện thì mình phải có bằng chứng chứ đấy. Đi các anh đi, đừng có ngồi đấy nữa, không mất vợ bây giờ. Ôi, nhanh lên đi, nhanh lên.
Ai, ai, ai. Giữ khoảng cách cái kẹo lô. Rồi, yên tâm, tao là ai không nghĩ đó. Nhìn kìa, nhìn kìa. Ôi, nhìn kìa. Rồi, vẫn đang nhìn đây, yên tâm. Ôi trời. Ôi trời ơi. Tao đã bảo mày nhìn rồi cơ mà. Ai dồi. Ôi trời. Thì tao nhìn mà, tao nhìn chăm chăm rồi đấy thôi. Nó có lườm tao cơ mà. Tao bảo mày nhìn đường cơ mà. Mất dấu vợ tao rồi. Yên tâm. Thằng Phương Anh nó khác treo được. Ôi trời ơi, không treo được rồi các anh ơi. Ôi. Ôi trời. Mày, mày thế nào đấy? Sao đầm đây? Ôi trời ơi. Giống anh ấy còn gì nữa. Công nhận con bé cuốn nhỉ. Này, thế mày có làm sao không? Hơi đau một tí anh ạ, nhưng mà cũng đáng. Nhìn cái gái vắt đầu óc có tỉnh hẳn à. Ôi trời ơi. Ô, thế nhưng mà mất dấu vợ tao rồi. Mai mới đi theo được ấy, bây giờ biết tìm ở đâu? Đâu anh? Tại là anh hiểu anh nhìn em nhìn theo ấy chứ. Cái thằng... Mà cũng tại vợ mày đấy. Đàn bà phụ nữ kiểu gì, lấy chồng bao nhiêu năm rồi, vượt qua bao nhiêu khó khăn. Đáng ra nhá, là vợ mày phải là cái người trân quý hạnh phúc gia đình hơn ai hết chứ. Cái đằng này lại rực mỡ đi cặp bồ. Phải vợ tao nhá. Một quạt, hiểu chưa? Sau cái lần này, mày bảo vợ mày mang sách bút sang vợ tao dạy cho một khóa gọi là thủy chung son sắc. Nói về cái độ thủy chung yêu chồng nhá. Vợ tao mà số 2, không ai dám đứng số 1. Nói luôn cho nó lét, hiểu chưa? Không có một thằng nào gọi là chen được vào giữa vợ chồng tao cả. Vợ tao chỉ có một mình tao thôi. Đàn bà nó phải như thế, lấy chồng vào nó phải thế. Không phải khoe đâu. Ôi ôi. Trốn vào đây, trốn vào đây. Ui, 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 trốn vào. Trốn vào. Đi đây. Ui, ui, bình bình đây, bình. Chị trai. Ui, ngại ơi. Thôi, nhìn thế kia là biết ngay rồi, nhá. Vợ tao chỉ có một mình tao thôi à, có một cặp sừng ấy. Ôi giời ơi, oai à. Chắc là nhầm thôi. Nhầm à? Đã cặp bổ ấy thì lúc nào chẳng có một hội, một đội đi với nhau nhá. Hoặc là cả một đội ngoan, hoặc là cả một đội cặp bồ. Đâu chả thế. Không phải thế. Đừng có tự lừa dối mình. Các anh trai ơi, thế bây giờ các chị ấy đi rồi mình có đi theo không? Có chứ. Có lên đường rồi. Nhánh nhìn cái gì? Đi! Thằng dâu quay nón nhá. Xui thằng dâu quay nón. Tao nhớ thằng dâu quay nón. Đi. Đi! Đi! Nhất định phải là cái thằng dâu quay nón. Bên nào đây? Bên này! À đây rồi! Ui giời ơi! Ồ! À! Mất dấu rồi! Để tao gọi cho vợ tao xem đi đường nào. Gọi đi. À. À mày này. Hả? Mình đang đi đâu? Theo dõi. Thế... À. Các anh mụ mị hết đầu rồi. Thế mới bảo cái tầm quan trọng của cái việc chọn vợ ngay từ lúc đầu ấy nó lớn lao như thế nào. Như em mày này. Em nói các anh nghe nhá. Vợ em nhá, trắng da trắng, đen da đen, một người nhà báo luôn luôn ủng hộ cái tốt, luôn đi theo những luân thường đạo lý. Đấy. Mà lúc đầu yêu nhá, em để ý vợ em kỹ lắm.
Tóm lại là vợ em có một cái nét tướng của một người phụ nữ thủy chung. Mà đôi mắt của vợ em các anh để ý không? Có để ý không? Mắt không bao giờ liếc ngang ngó dọc, cực kỳ đứng đắn nhá, cực kỳ đứng đắn. Còn em nói với các anh nhá, các anh chọn vợ ngay từ lúc đầu là sai rồi. Tóm lại là mang giấy bút sang em chỉ cho mấy đường cơ bản. Chứ mặt anh nào cũng ngắn tún, đầu anh nào cũng mọc thêm cặp sừng ấy. Ngứa các ngứa không các anh? Ngứa chứ. Ồ, em nói đúng quá, không nói lại được em đúng không? Ôi trời ơi, em ngại quá. Thế lại để các anh phải ghen tị với em rồi. Ôi trời ơi, thế là cả vợ thằng Phước Anh kìa. Nhanh. Ôi trời, cái gì đây? Ôi trời, ôi trời. Cái gì đấy? Phương Anh ơi. Phương Anh. Này, Phương Anh ơi. Ôi Phương Anh. Ôi đấy. Tỉnh rồi em. Mày oai à? Mày thấy trong người sao rồi? Trông mặt thế này là tỉnh rồi. Thôi, đi dình tiếp. Quả này bắt được á, tao phải cho ra ngu ra khoai luôn. Này, đi nhá. Các anh nhá, các anh phải mang giấy bút sang nhà em. Em chỉ do chọn vợ chỉ có đúng không? Em chọn vợ chỉ một lần thôi. Một là em ý chăm chỉ ham làm, hai em ý hiền lành, ba em ý đứng đắn, bốn em ý là thủy chung. Nên là em mới lấy làm vợ. Tỉnh chưa? Ôi trời ơi, các anh ơi, vợ em nó bỏ em theo trai rồi các anh ơi. Mày nó bỏ mày đi theo trai rồi. Mày trai nó còn đẹp hơn mày nữa. Nín! Để tao còn khóc. Ôi trời ơi. Tao mọc rừng từ bao giờ mà tao không biết thì chết tao rồi. Ôi trời ơi, vợ tao nó đi theo trai rồi. Các anh ơi, từ. Gì đấy? Hay là thôi, mình đừng theo dõi nữa anh ạ. Sao lại thôi? Tại em sợ vợ lắm. Mày chém gió. Hôm tao sang nhà mày chơi, tao thấy mày quát vợ ác lắm cơ mà. Nguyên buổi tối ăn cơm quát 4 lần. Quát ác. Giờ lại sợ. Hả? Một tháng vợ em cấp phép cho em được quát vợ em 4 lần. Mà biết hôm ấy anh chị sang chơi, tháng đấy em phải để dành dùng 4 lần trong một buổi tối cho đâu ai đấy anh ạ. Mày đàn ông đàn an hèn nhục nhã, đàn ông mày để vợ trèo đầu cưỡi cổ thế bao giờ hả? Riêng phải tao nhá, cho tôi tí cái điện thoại. Vợ à, anh đây. Ừ, dạ vâng, anh nhớ rồi. Vâng, dạ vâng. Anh Hiếu ơi, hả? Chắc anh không đội vợ anh lên đầu ấy. Vợ anh gọi anh dạ như con trong khi vẫn đang đi đánh ghen. Ừ nhỉ, tao quên đấy. Thế nhưng mà chúng mày không nghe câu là kính vợ đắc thọ, sợ vợ sống lâu, đội vợ lên đầu là nam sinh bất lão à? Hả? Thế nhưng mà tao thấy như thế là không được. Thế là hơi quá. Vợ chồng ai lại gọi nhau kiểu thế? Thế gọi kiểu thế chẳng hóa mày là con đâu mà. Đúng không? Bẩm bà con đây ạ. Ui. Ý là vợ gọi là không được dạ thưa đó, mà phải nghiêng mình kính cẩn dạ bẩm bà con đây. Đâu ai thế bao giờ đâu, vớ vẩn. Thôi anh Tuấn ơi, anh có phải diễn viên đâu mà anh diễn sâu thế. Bây giờ tóm lại là không đi theo dõi nữa nhá. Chứ ai cũng sợ vợ như yêu quái sợ siêu nhân thế này thì cũng đánh ghen nào được. Thì vẫn phải đi dình chứ, phải cho người ta thấy
mình sợ là mình yêu, mình sợ là mình tôn trọng. Đúng. Thế nhưng mà yêu với cả tôn trọng nó phải trong khuôn khổ, chứ không thể nào vượt qua cái ngoài vòng kiểm soát được. Phải, đi tiếp. Đi tiếp. Đi. Ồ, thế các anh ơi, các anh không sợ vợ à? Sợ thì có sợ. Sợ. Thế nhưng mà thấy vợ đi cùng thằng khác mà không ánh ghen thì người ta bảo hiền ấy. Đúng. Đi. Hiền một tí. Lên. Đây, đây, đây rồi. Đợi em với. Ơ anh ơi, chúng em không tiếp đàn ông các anh ạ. Ồ, sao thế? Ủi giời, thế ba cái thằng kia nó cũng đàn ông mà, sao nó được vào? Thời buổi kinh tế khó khăn lại còn kén khách à? Ba người ấy không phải đàn ông. À. Này, đừng có mà mồm điêu. Sao? Mày thích gì? Ui giời. Các anh thì ra đấy nhanh nhé. Đây rồi. Anh ơi, em bảo bây giờ anh em phải dùng mưu, anh hiểu không? Mưu. Nhào đấy. Anh, bọn em thích vào trong đấy, mà ba bọn em đây có ai phải đàn ông đâu. À? Ừ. Được. Nhưng mà chúng mày chứng minh đi. Đơn giản, chứng minh luôn. Ok, hôn nhau đi. Thế các anh không muốn biết vợ của mình trong đấy làm gì à mà lắc đầu? Có muốn biết, thế nhưng mà tao không thể hôn mày được. Thế thì để em hôn các anh. Cái gì đấy? Anh ơi, cố lên. Thôi mày bỏ tao ra đi. Úi dồi ôi. Úi dồi. Thôi được rồi, chúng mày vào đây. Thúng. Úi dồi ôi, thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa? Sảnh chồng ra một cái cười giòn hơn pháo. Úi dồi, này, giờ vào chứ? Vào luôn các anh ơi. Quả này nhá, em bỏ vợ luôn, em ở lại nuôi con luôn, không tin đàn bà nữa. Thì mẹ mình đàn bà đấy, mày không tin à? Hả? À nhầm, thì trừ mẹ với trừ bà ra, còn đâu em không tin ai nữa. Sau lần này, anh sẽ ở vậy nuôi con. Anh sẽ cố gắng nuôi dạy hai đứa thật tốt. Và nhất định, sau này lấy vợ anh sẽ không bao giờ anh lấy đàn bà nữa. À? À, ý là không bao giờ được tin mà đàn bà nữa. Thôi được rồi, bây giờ xông vào nhá, xông luôn vào cho nó bất ngờ, hiểu chưa? Ừ. Hai ba là vào luôn này. Vào. Rồi. Nào. Hai. Ba. Ôi trời ơi. Thế nào đây? Học viên mới à? Thế ngồi đi, ngồi để học. Nhìn gì? Anh Hiếu, anh làm cái gì ở đây đấy? Hả? Anh đi cho nó. À. À. Thôi được rồi, các chế ngồi vào đi. Đi, nào. Nào đi, có thiếu ghế đâu kia đầy kia. Đi. Đi. Mọi người sẵn sàng chưa? Để nói cho các bạn mới vào theo kịp lớp thì ngày hôm nay
chúng ta sẽ đi sâu vào tâm lý của đàn ông, hiểu cách não đàn ông hoạt động, hiểu cách suy nghĩ của đàn ông, làm sao để thấu hiểu người bạn đời này, làm sao để chia sẻ được những tâm tư, đồng hành được từ tinh thần đến thể chất với bạn đời của mình. Hiểu chưa? Bây giờ cô sẽ mời một bạn thử nêu xem trong gia đình có gặp vướng mắc gì không nhá. Bây giờ bạn dâu quay nón này kìa, hiểu dâu xia đẹp thế. Nào, mời chế. Dạ, hồi này chồng em hay đi làm về muộn, không ăn cơm nhà, em rất buồn ạ. Buồn à? Thôi được rồi, cứ yên tâm nhá. Thế bây giờ cô gọi thêm một bạn nữa nhá. À, luôn bạn bên cạnh đi, cũng có dâu đấy, nhưng mà không đáng kể. Nào, mời em. Dạ, chồng em thì lầm lì, ở nhà cô cậy mồm cũng chẳng nói câu nào ạ. Rồi, tôi hiểu rồi. Tôi hiểu vấn đề rồi. Vấn đề của chúng ta ở đây là gì? Tôi sẽ mở cho các bạn xem cái này. Xem nhé. Tập trung lên màn hình. Anh lại như thế đúng không? Hả? Anh lại nghi ngờ em đúng không? Bao nhiêu lần rồi? Đấy, vẫn bỏ chổi đi. Con nó thấy nó cười anh chết. Anh vẫn còn biết ngại à? Hả? Bao nhiêu lần anh nghi ngờ em rồi? Bước ra đây, nhanh! Bước luôn. Đấy, con thấy. Anh cũng chỉ vì quá yêu em thôi mà. Thôi, anh đừng lấy lý do đấy nhá. Giờ chọn đi, phát này mấy roi. Ơ kìa, em cứ làm như là anh là con không bằng ấy, chọn mấy roi. Mấy roi? Một roi thôi. À, đau anh, đau quá. Này, anh kêu cái gì đấy hả? Em đã đánh anh đâu? Đứng lui vào đây. Dạ, em chào sếp, em chào chị ạ. À, đi vào trong nhà, tí tôi xử lý cô sau. Chào em nhé. Dạ, em chào chị ạ. Cô làm kiểu gì mà lâu thế hả? Bây giờ mới nộp là thế nào? Ôi, ôi, vợ ơi vợ, bình tĩnh. Nhân viên nhà nó chưa về đâu đại thế. Chị, xử lý ai? Chờ rồi, anh phải xử lý ai? Nhưng mà nó chưa về đâu. Anh vừa liếc ai? Không. Trả lời. Không phải ai. Tất cả là tại cái mặt mày đấy. Lại đổ lỗi cho em. Anh làm anh mà thế à? Hả? Mà em đã gàn anh đã bảo là đừng có đi nữa rồi. Anh lại còn cố không nghe còn gì nữa. Anh đừng có cái kiểu lý thông đổ hẳn là thạch xanh. Mày già mày nhật với tao cho nhanh đi. Em chẳng. Ơ cái thằng. Mày ra không? Tao đếm 1 đến 3 mày không ra nhá. Tao phô vợ mày cái chỗ mày giấu quỹ đen ở đâu đấy, nào đấy. Ôi anh hiểu, thôi nói thật với anh. Đừng dám nhặt hộ anh nhé. Đây. Mà công nhận vợ anh em mình ác ôn thật anh ạ. Giận chồng một cái biến chồng thành cô Tấm luôn. Lại bắt ngồi nhặt một bên đậu đen với cả một bên gạo. Không xong không cho đi ngủ. Ô, hóa nào quân phát xít. Thôi đi, giờ như này cho nhanh đi. Chia nhau ra mà làm nhá. Mỗi người việc cho nó nhanh. Bây giờ mình ngồi đây mình nhặt, hiểu chưa? Anh lên ghế ngủ lúc, chốt, chấm hết không ai nói gì thêm, nha. Anh lại bắt nạt em. Ôi giời ơi. Đứng dậy đi, tao bảo không cần hộ tao làm được mà. Cứ mày. Ui, ở đây. Vợ. Hai chị em vào. Vợ ơi, anh bảo bây giờ mà mình lập được đại công ấy, là được ân xá xóa tội luôn đúng không vợ? Ai à? Riêng cái tội không tin vợ của anh là phải đại công mới được. Rồi, anh nói đi. Vợ ơi, có công này to vợ. Anh biết quỹ đèn của anh hiếu giấu ở đâu ấy. Một tập ở dưới bàn ăn.
một tập ở giữa cái khăn chưa dùng, một tập ở trong cái thùng, một tập ở tận trên cùng cái thang, đúng không anh? Mày Phương Anh, rất tốt. Vân ơi, em tha cho chồng em đi, chị xin cho nó. Mày cho anh đi nhá. Chồng ơi. Dạ. Bây giờ mình lên nhà nhỉ? Hay luôn đây đi. Lên nhà vợ anh cam nó thấy nó cười. Anh cũng biết ngại à? Đi lên. Ai bảo anh đau đau đau. Anh cười cái gì đấy?